Bún của em bún cháo đây. Thích bún với nào mình cũng cộng. Chưa đi. Mày đuổi chuẩn đấy. Tao là mũi to. Này. Ui tớ tưởng ngôi chạy máu mũi cơ. Mất đây. Oan thù xịt. Trò này trò tớ chơi giỏi nhất mà sao tớ cứ bị thua đấy. Thế em được mấy? Em được 10. Được 10 điểm. Ừ, chẳng bù cho anh. Anh được có 4 điểm thôi. Mà chị Thúy được có 3 điểm thôi. Chị được có 3 điểm thôi. Hôm nay về thế nào không bị đánh nhưng mà xem. Hai chị vui lên sao cứ buồn thế. Vui làm sao được, bây giờ chuẩn bị về ăn đòn làm sao mà vui được. Ai được 10 điểm mà vui như em. Bon Bon TV. Lên lên lên. Lại cho tớ. Này, thôi, từ. Ui giời ơi. Không thế thôi, không chuẩn chân ngã được. Thôi, không chơi cái này nữa. Đây, tôi bảo này. Hay là sang nhà hàng Bon nhớ hàng Bon đi, mua bọn mình chơi cái khác đi. Ừ, đi. Thế chơi mình cũng cháu chán thật đấy. Đau hết cả mông. Ui, từ. Cái gì đây? Nó có chó đấy. Chó. Ui kệ chó. Tớ. Nó cắn rồi rồi mày. Tớ không sợ chó đâu. Chó. Bon ơi. Đi chơi đi. Thôi em đang bận học bài. Học bài á? Ui học hành làm gì mệt người. Đi 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 chơi bọn anh. Vui lắm em ạ. Thế anh chị học bài xong chưa? Ui mấy cái bài này anh ngoắng có tí là xong. Thế bài này em. Thế bài này em không hiểu anh giảm cho em cái. Ui ui anh xin anh xin. Đi. Này, có đi không? Ôi, em còn phải bận nhiều việc ở nhà lắm. Lúc nào nó cũng cái văn đấy thôi. Ở nhà nha. Bận nhiều nhà. Không đi thì thôi. Đi, tớ với cậu chơi tiếp. Đi. Này, có bay nhẹ không? Tất cả đấy. À, tôi chắc tớ lại. Thôi, không bay nữa đâu. Không chơi chỗ khác đi. Có mệt rồi à? Ừ, tớ nhọc quá thở không ra hơi nữa. Thôi, ngồi đây chơi trò bắn tụi gì đi. Quán chủ tì không vui. À, quán chủ tì búng mũi đi. Nhưng mà mũi tớ tiện thế này, cậu búng nó lỏng xuống thì sao? Thì búng chăn. Búng nhẹ thôi nhá. Ừ. Này, em. Cái này là sở trường của tớ đấy. Quán chủ tì. Búng chà. Cậu bảo búng nhẹ mà sao cậu búng mạnh thế? Tớ con gái làm gì búng mạnh được. Quán tù. Từ từ. Quán tù tì. Đến được tớ nhá. Này búng tớ này. Tay thôi đàn ông mạnh bạo thế. Búng của em búng chán này. Thích búng với nào thì búng cậu. Chưa đi. Mày búng chuẩn thế. Tao là mũi to. Này. Ui tớ tưởng ngôi chạy máu mũi cơ. Mất đây. Toàn thùng xịt. Trò này trò tớ chơi giỏi nhất mà sao tớ cứ bị thua đấy. Tiếp. Tớ đau rồi. Sao? Mà trời cũng muộn rồi. Thôi đi về đi. Đi về mà chơi tiếp. Về làm gì sớm thế? Tớ có việc của tớ. Đi đi về này. Đi 8 giờ vào game chơi nhá. 8 giờ vào game á? Ừ. Thì 9 giờ đi. 9 giờ ấy. Muộn quá. Đánh được bao nhiêu đâu. Đến lúc đấy tớ còn ngủ. 9 giờ vào tớ còn phải học một chút. Không nên mẹ tớ mắng chết. Rồi. Cậu không sợ mẹ mắng cơ á? Ừ. Ừ thì 9 giờ. Lúc đấy tớ mà ngủ rồi ấy. Tớ bắt đèn. Thôi được rồi, 8 giờ thì 8 giờ. Ừ phải thế chứ. Thế à? Ừ, về 8 giờ nhớ bảo đấy. Ừ, bye bye. Bye bye. Này, hôm qua chơi game vui không? Không phải là vui, mà là quá vui. Đúng, chuẩn luôn. Hôm qua tớ cũng vui lắm. Sao? Công nhận hôm qua cậu đánh hay thật đấy. Chuyện game thủ số 1 Việt Nam mà lại. Thôi đi cậu ơi. Bớt ảo tưởng lại đi. Thế tớ ảo tưởng tí không được à? Thôi thôi, bớt lại đi. Mà này, cậu cứ chơi nhiều như tớ ấy, thế nào cũng giỏi được như tớ chứ mà xem. Ừ, tớ cũng đang tập dần này. Cái gì vậy? Tớ qua không ngủ à? Ui giời, hôm qua chơi đến tận 2 giờ sáng. Tớ mất cả ngủ. Chơi là quen, mấy bữa là quen thôi. À này, hay là ra rủ nó đi. Hôm qua mình rủ nó đi chơi có khi nó không đi, nhưng mà hôm nay mình rủ nó chơi game có khi là nó đi đấy. Đi. Ừ, ai mà chẳng thích cái này. Có ba điện thoại không ấy? Đấy, đấy. Đấy, dây dây. Đấy rồi, đấy rồi. Tớ phải trốn mẹ mãi tớ với mạng đi đấy. Nha. Đi, đi, mình sang rủ con đi. Đấy.
Bon ơi. Dạ. Thôi thôi. Bon ơi. Dạ. Chơi không? Bọn anh có cái trò này hay cực luôn. Đảm bảo là em thích. Này, nói với nó đi. Hôm qua ấy, anh đầu tiên anh cũng không thích đâu. Nhưng mà hôm qua chỉ thử cho anh chơi. Chứ anh chơi một lần, anh mê luôn. Chọn luôn. Đi không? Hay cực luôn. Anh cho chú trải nghiệm, đảm bảo là chú mê luôn. Không được, không được. Không. Đi, ở đi. Nhà chơi bố mẹ nhìn thấy đấy. Đi sang ra chỗ khác mình chơi. Đi. Ở đây được không? Ở đây không được. Bố mẹ em đang đi. Chỗ đi. Chán thế nhỉ. Muốn cho em cái hay để em chơi mà em không thích. Không thích thì thôi. Oh no. Thằng này nó lằng nhằng lắm. Có đi không? Sao lúc nào không học thế? Ui ui, đi đi đi. Nó lại dở cái văn của nó rồi. Đi đi đi. Lúc nào cũng còn nhiều bài tập lắm. Mất thôi, cả vui. Ở nhà mà làm bài tập đi. Chị đi đây. Tiếp. Đi. Cái gì mà ngáp như nghiện thế đấy. Sợ quá đi. Thôi đừng có ngáp nữa, người ta đứng cậu nghiện cơ đấy. Tại cậu chứ tại ai. Sao? Hôm qua tớ bảo cứ bảo làm trận nữa, làm trận nữa. Cuối cùng cũng đến 2 giờ sáng. Thì đang vui mà. Có. Đâu? Thôi, nhưng hôm nay tớ không chơi đâu. Nãy cô giáo nói rồi. Mai có bài kiểm tra. Tớ... Thôi, mình hoàn lương vài hôm đi. Hoàn lương là cái gì ấy? Thì mình giả vờ ngoan vài hôm, mình học. Xong kiểm tra rồi, mình lại... Ôi, đừng có cái kiểu giả vờ đấy. Tớ là tớ không thích kiểu giả vờ đâu. Có như thế nào là dùng thế ấy. Ôi, lấy ra đi, làm ván rồi về. Mấy hôm nay tớ học một tí. Mà kiểm tra biết làm sao. Để đi nhìn bài à? Này, nhìn bài thằng Bon không được mà. Lâu nay mình toàn nhìn bài của nó làm gì. Thôi, ngại lắm. Lâu nay mình cứ nói nó là... Đáng nghiện này còn ngại. Cậu nói đúng ý tớ. Thôi, cứ đi, cứ đi. Tớ đi về đây. Này, bực mình. Cả lớp chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Các em tập trung làm bài. 15 phút nữa thầy sẽ thu bài nhá. Vâng ạ. Rồi, thời gian làm bài bắt đầu. Chết rồi. Mình không mang bút. Bây giờ phải làm sao? Sáng nay dậy muộn quá, chạy bộ chạy vàng chả nhớ cái gì cơ. Thầy yêu cầu em Thủy tập trung làm bài, không ngó ngang linh tinh. Thầy ơi, em quên bút thầy ạ. Ơ, tại sao đi học lại không mang bút nhỉ? Tớ có bút này. Cho cậu một đấy. Tớ cảm ơn nhá. Dạ, em có bút rồi thầy ạ. Rồi tập trung làm bài cẩn thận nhá. Thầy đề nghị các em nghiêm túc làm bài, không nhìn bài của bạn nhé. Bạn Dũng, bạn Thủy, không được nhìn bài của bạn Bon. Thời gian làm bài đã hết, cả lớp thu bài. Vâng. Kiểm tra. Tớ mới ngáp mấy cái mà hết giờ rồi. Không nhận kiểm tra nhanh hơn chơi game thật. Sao mà lề mề thế? Không bước nổi chân à. Tớ xem cái điểm mà tớ chán quá. Thế cậu được mấy? 3. Ôi, tớ hơn cậu đi, tớ được cũng 4 điểm này. 4 điểm á? Không qua là cái điểm trung bình cơ. Ôi, cũng giống nhau cả thôi. Chú này thì chết đấy. Rồi. Bố mẹ tớ lạc chết. Anh ơi, sao anh chị đi nhanh thế, chờ em với. Ui giời, anh đang buồn, đi ra chỗ khác đi. Nhưng anh được mấy điểm? Anh được mấy á? Không nói.
Thế em được mấy? Em được 10 điểm. Được 10 điểm. Ừ, trắng bù cho anh. Anh được có 4 điểm thôi. Mà chị Thúy được có 3 điểm thôi. Chị được có 3 điểm thôi. Hôm nay về thế nào ông bị đánh nhưng mà xem. Thôi anh chị vui lên sao cứ buồn thế. Vui làm sao được, bây giờ chuẩn bị về ăn đòn làm sao mà vui được. Ai được 10 điểm mà vui như em. Thôi đi về đi. Đi đường khác đi. Nhưng chỉ có mỗi đường này thôi. Thôi nói cái gì thì nói nốt đi đấy mà về. Em đi trước rồi nha. Ừ. Thúy này. Tớ thấy dạo này là học hành của tớ sa sút lắm. Đúng rồi, gì nữa, có học đâu. Thời gian toàn đi chơi với lại cái game thì lấy đâu mà chả không sa sút. Chắc đời. Tớ thấy chơi game thì vui thật đấy. Sao? Nhưng mà học hành vẫn quan trọng hơn thế ạ. Cậu thử nghĩ ý nhá. Cậu nói là bây giờ cậu không chơi game nữa, cậu dừng game, cậu để cậu học cái gì? Tớ cũng đang định thế, cậu thấy đấy. Con mình rủ nó đi chơi, nó không chơi, nó ở nhà nó học. Ừ. Nó được 10 điểm. Còn mình suốt ngày đi chơi, suốt ngày game 2 giờ sáng. Thì đúng rồi, nó nhá, nó không đi chơi nhá, nó không cày game nhá, nó lúc nào nó cũng học nhá, thì nó được 10 điểm là đúng rồi. Còn mình nhá, mình đi chơi này, mình chơi game này, đấy, không nghe lời bố mẹ. Kết quả là mình thế nào? 3 điểm mà đúng gì nữa, còn thắc mắc cái gì? Tớ này, cậu ơi, tớ bảo sao mình không như nó chăm chỉ học đi nhỉ? Tớ thấy cũng đúng đấy. Mình hạn chế chơi game lại thôi. Mà này, tớ bảo này, thôi, nó nhỏ thế mà nó còn lo việc học hơn mình ấy. Mình như này là hư hỏng lắm rồi. Thôi, chúng ta dừng cái việc game lại nhá. Ừ, tớ thấy là nên hoàn lương thật sự đi, không giả vờ đâu. Thôi, tớ cũng đồng ý, từ nay không đi chơi nữa, không chơi game nữa. Tối đến là phải học bài, đến lớp là cũng phải học bài. Đúng rồi đấy. Đúng chưa? Cậu nói đúng đấy. Chắc chắn là sang tháng thôi là bọn mình kết quả sẽ khá hơn đấy. Hay tớ với cậu thử như thế đi. Thử chăm chỉ học một tháng xem kết quả thế nào. Thế tớ với cậu hứa nhá, quyết tâm nhá. Được rồi. Rồi, ok. Quyết tâm nhá. Quyết tâm học hành. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.